chúng mình không phải đi về nhà được không? Không thích anh làm như thế đâu. Vẽ. Thôi, em đừng làm mất thời gian của anh nữa. Hôm nay anh lãi bạc trăm và được gặp em. Anh là thằng sống lăng bạc kỳ hồ. Gặp em, anh rất thích. Cũng là cảnh ngộ với nhau, nên anh muốn quan hệ tình cảm. Còn nếu như em không đồng ý, thì chúng ta chia tay nhau luôn, không việc gì phải khách sao? Thì cái gì cũng phải từ từ chứ. Anh khinh em chứ gì? Tính anh không thích dài dòng. Bây giờ có 3 cách em chọn. 1. Chúng mình đi với nhau một lần rồi chia tay. 2. Sống với nhau hết mình cả đêm nay. 3. Nếu em chưa có gia đình thì chúng mình thành vợ chồng. Em thích kiểu nào anh chiều? Em thích cả ba. Xong. Nhưng em vẫn nhập nhằng. Anh bảo thế là thế nào? Nghĩa là chỉ nên thích một thứ thôi, để em khỏi phải tính toán mất thì giờ. Anh tạm giải quyết bước 1. Đây, anh đưa em 20, ta làm việc thôi. Ở đâu? Thì ngay bãi cỏ này chứ đâu. Ra chỗ trạm bơm kia kìa, vắng lắm. Thì cầm lấy tiền đi. Anh nghĩ em là loại người thế nào? Em thích anh thì em đi, 20 hay 10 của anh không là cái gì đâu nhá. Càng quen thì càng hiểu tính nhau. Em sửa như thế, anh càng kính trọng em hơn. Anh nói lại đi. Anh yêu em ơi ạ.